Xin chào các bạn, kênh tiếng Việt giới thiệu với các bạn một chiếc máy hút ẩm của hãng Panasonic. Con này mã của nó là F IHH100. Đây, Panasonic, con này sản xuất năm 2012 nhưng mà giữ cái gì mới mới tinh. Rồi, như mới cứng rất là đẹp. Công suất của nó này, tám phẩy hai đến chín phẩy hai lít trên ngày và 9,6 cho đến 10,5 lít trên ngày. Chắc là 9,6 đến 10,5 là cái độ ẩm 80%, còn độ ẩm thấp hơn thì nó là 8,2 đến 9,2. Tóm lại là con mình, con này bình quân nó khoảng tầm 9,5 lít. Với độ ẩm của mình là khoảng 10 lít. Còn rất đầy đặc, cực kỳ đẹp luôn. Đây, mình chưa lau chùi gì. Con này vừa hút ẩm vừa sấy quần áo nhé, chức năng vừa hút ẩm vừa sấy quần áo. Đây, tắt mở đây. Đây, tự động này, yếu này, chung này, mạnh này, tự động nhẹ nhàng này, đèn giờ này, 2, 4 này, đây này, đây là các cánh gió này, veo vẩy kiểu nọ kiểu kia này. Đấy, lung lay cánh gió bên trong. Đấy, nó đảo trong đảo ngoài, đảo này và đảo này. Đấy, cái này thì đảo đây, cái đây thì đảo bên trong. Đấy, đấy. Đặt đây là chế độ hút ẩm, hút to hút nhỏ này, hút vừa hút mạnh này, hút vừa đây. Còn cái chế độ ở đây mình phải tự động, tự động nó sẽ cân bằng độ ẩm trong nhà, nó sẽ biết. Còn đây là chế độ sấy quần áo, sấy turbo sẽ liên tục. Đấy, mình có thể hút hút vừa để tự động nhé, hẹn 2 giờ tự ngắt. Con này là mới lắm, cứng. Con này mình đã lắp cái chống cắm nhầm điện bên trong, điện 100V, nhưng mình đã lắp một cái chống cắm nhầm bên trong rồi. Thế là các bạn nào có mua con này có vẻ có vô tình cắm nhầm điện 220 cũng không sao, cũng không cháy không nổ gì cả, bởi vì mình đã báo chống cắm nhầm. Đây, cắm điện 220 thì nó tít 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 tít, nó sẽ báo nó hú còi lên cho các bạn. Đấy, không làm sao cả. Đây, quay sách của nó. Này bán rất rẻ đấy, 10 lít. Rất đẹp. Còn chưa có một vết nào. Con này bán 1,8 triệu nhé. Lắp cả chống cắm nhầm cho các bạn rồi, các bạn về các bạn lắp thoải mái, cắm nhầm thoải mái, điện nó sẽ báo các bạn, nó không bị cháy. Hàng Panasonic rồi, hàng xịn rồi. Các bạn liên hệ với số điện thoại 0934 337 37. Đấy, vừa làm cái máy hút ẩm trong mùa lồm này, vừa làm cái máy sấy quần áo nhé. Để vào tủ với là cái phòng này hẹp hẹp, phơi quần áo đây nó sấy cho các bạn. Và xin chào các bạn, có nhu cầu liên hệ với số điện thoại 0934 337 337. Ship toàn quốc nhé. Nhất anh em Bắc Ninh, Bắc Giang có nhu cầu khoảng đấy. Nhà còn nhiều máy hút ẩm, nhiều loại. 220 đến 110. Xin chào các bạn.